Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Land. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cách móc một chiếc móc khóa dưa hấu rất là ngộ nghĩnh như thế này. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị ở đây sẽ gồm các màu như hình. Ở đây thì mình sử dụng len cotton mill loại 125g. Các màu đỏ, trắng, xanh và đen. Mình sử dụng kim móc là 2.75mm, một cặp mắt đen trắng 4mm và một chút bông gòn. Mình sẽ bắt đầu bằng màu xanh lá trước nha. Ở đây mình sẽ lên một dây gồm 13 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây mình sẽ lùi một bính nha. Mình móc từ chân bính thứ 2. Mình sẽ móc 11 mũi móc đơn. Mỗi chân bính mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn là 1x. Và đây mình sẽ móc vào 11x nha. Từ đây mình còn một cái bính cuối cùng đấy mọi người này. Còn một bính nữa thì tại cái bính này mình sẽ móc vô đây 3 mũi móc đơn. 3 mũi móc đơn chung chân vào cái chân bính cuối cùng này. Quay sang phía bên này của dây bính, mình tiếp tục sẽ móc 10 mũi móc đơn. Mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn. 2 này. 3 4 5 6 7 8 9 10. Và đây mình còn một chân nữa nha. Thì tại cái chân cuối cùng này, mình sẽ móc vô đây 2 mũi móc đơn chung chân, hay là còn gọi là 1V đó mọi người. Vậy là mình đã xong cái hàng đầu tiên. Sang hàng thứ hai, chân đầu tiên mình sẽ móc 1V. Tiếp tục mình sẽ móc 10 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp đến mình sẽ móc mũi tiếp theo, mình sẽ móc là 1V này. Cái đỉnh này nha mọi người. Ở cái đỉnh này mình sẽ móc 3V luôn. Tức là mỗi chân mình sẽ móc vô đó 2 mũi móc đơn chung chân. 1V này. 2V. 3V. Đó. Và sang cái phía bên này, tương ứng mình sẽ móc 10 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và ở đây mình còn 2 mũi cuối cùng. 2 mũi này mình sẽ móc vô đen. Mỗi chân mình sẽ móc vào đó 1V. Tức là mỗi chân mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn chung một chân. Và tới đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ hai. Kết thúc hàng thứ hai là mình có 32 mũi nha. Các bạn lưu ý là với bạn nào mà mới tập móc, mới học móc thì các bạn để chắc chắn thì mình đếm số mũi trước khi mình móc.
tiếp. Sang hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì mình sẽ móc cạnh sau nha. Đây, cái mũi móc của mình nó sẽ có hai cạnh như thế này. Thì hàng thứ ba mình sẽ móc nguyên cạnh sau thôi. Và mình móc vô đó mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn và móc cạnh sau. Tới đây là mình đã xong hàng thứ ba. Khi mà chúng ta móc cạnh sau á, thì nó sẽ nổi lên một cái đường gân như thế này này mọi người. Đó. Tiếp tục sang hàng thứ tư. Hàng thứ tư mình vẫn móc mỗi chân. Mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn. Và mình cũng móc là 32 mũi đơn. Là 32x. Thế nên là mình đã kết thúc cái hàng thứ tư nha mọi người. Sang hàng thứ năm thì mình sẽ đổi màu trắng. Nên ở đây là mình móc thì mình sẽ không có móc hết luôn cái mũi cuối cùng này. Mình móc lên tới đây thôi. Sau đó mình sẽ cắt len. Mình đặt len màu trắng vô. Đây, cái phần len dư thì mình sẽ vắt lên phía trên dây nha. Để trong quá trình móc thì mình sẽ kẹp đi cùng. Tiếp tục mình sẽ móc tới hàng thứ 5. Chân đầu tiên, một mũi móc đơn là 1x nè. Chân tiếp theo, một mũi giảm 1a. Mũi giảm đây nha mọi người. Mình sẽ lấy cái cạnh ngoài của hai cái mũi liền kề, mình móc thành một mũi. Tiếp tục 1x này, tiếp tục mình sẽ móc 10x nha, 2x, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục 1a, 1 giảm này, đây mình cũng lấy cái cạnh ngoài của hai mũi liền kề, mình móc thành một mũi. Tiếp đến 1x này, 2x này, tiếp tục tới 1a và 10 chân mũi tiếp theo thì mình sẽ móc vô đó mỗi chân một mũi móc đơn, tức là mình sẽ móc tiếp là 10x, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chân tiếp theo mình sẽ móc là 1A. Và tiếp tục mũi cuối cùng sẽ là 1X. Vậy là kết thúc hàng thứ 5 là mình sẽ có 28 mũi. Các bạn sang hàng thứ 6, mình sẽ móc toàn bộ là mũi móc đơn, không tăng, không giảm nha. Mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn, là mình có 28x. Cái len màu đỏ, nên tới đây cái mũi cuối cùng này, mình cũng sẽ không có móc hết lên. Mình cắt cái len màu trắng này. Sau đó thì mình thay bằng len màu đỏ. Và mình cũng móc lên thế này. Đó, và bây giờ mình sẽ bắt đầu móc hàng thứ 7 nha. Mũi đầu tiên cũng là 1x nè. Tiếp theo 1 giảm. Tiếp theo mình sẽ móc 8 mũi x, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục 1A. Tiếp đến mình sẽ móc 2 mũi x,
1x nè, 2x, 1a, 1x, 2x, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp đến là 1a, và mũi cuối cùng mình sẽ móc là 1x. Vậy là mình đã kết thúc hàng 7. Kết thúc hàng 7 thì mình còn 24 mũi. Các bạn sẽ móc cho mình hàng 8. Mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn, và mình sẽ móc 24 mũi x. Tới đây là mình đã xong hàng 8. Sang hàng 9. 1x, 1a, 6x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiếp đến 1a, 2x, 1, 2x, tiếp tục 1a, cho là sẵn móc 1x này, 2, 3, 4, 5, 6x, 1a, và mũi cuối cùng là 1x. Kết thúc cái hàng 9 á, mình còn 20 mũi. Thì các bạn sẽ móc cho mình hàng 10 nha. Mỗi chân một mũi móc đơn là mình có 20 mũi móc đơn. Thì đây là mình đã xong hàng 10. Sang hàng 11. 1x nè. Tiếp đến 1a, tiếp tục 4x, 1, 2, 3, 4x, 1a, 1x, 2x, 1a, và tiếp tục móc thêm 4x, 1, 2, 3, 4, rồi đến 1a, và mình còn một mũi cuối cùng là 1x. Kết thúc cái hàng thứ 11 á, là mình còn 16 mũi. Thì các bạn cũng móc cho mình hàng thứ 12 nha. Mỗi chân một mũi móc đơn là mình sẽ có 16 mũi móc đơn. Tức là chúng ta đang móc là cứ một hàng thì mình đi mũi giảm và một hàng thì mình móc bình thường. Tới đây là mình xong hàng thứ 12. Hàng thứ 13 nè. 1x, 1a, 1x, 2x, 3x. Chúng ta chỉ móc 2x nè. Tiếp tục đến 1a, rồi đến 2x, 1x, 2x, 1a, 1x, 2x, 1a. Còn cái mũi cuối cùng thì mình sẽ móc là 1x. Kết thúc cái hàng 13 là mình sẽ chỉ còn 12 mũi móc thôi. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình hàng 14. Mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn là mình có 12 mũi móc đơn nha. 12x.
Tới đây là mình đã xong hàng 14 này. Hàng 15. Bắt đầu hàng 15 thì chúng ta sẽ đi là 1A. 1 giảm này. Tiếp đến 2X. 1. 2. Tiếp tục mình sẽ đi 2A. 2 giảm. 1 giảm này. 2 giảm. Và tiếp tục mình sẽ đi là 2x. 1 2. Và còn 2 mũi cuối cùng thì mình sẽ đi là 1 mũi giảm. Thế là mình đã gần hết rồi đó. Nên là cái phần này nó nhỏ rồi này mọi người. Thì bây giờ mình sẽ nhồi gòn vào đây trước khi mà mình móc cái hàng cuối cùng nha. Sau khi nhồi đủ cái lượng gòn thì chúng ta sẽ móc nốt cái hàng cuối cùng nha, là cái hàng thứ 16. Hàng thứ 16 thì mình sẽ móc là 8x, tức là mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8. Ở tới đây thì mình sẽ trượt sang cái chân bên cạnh một mũi. Sau đó thì mình sẽ lên một dây nha, một dây gồm 9 10 bính gì đó. Để mình gắn cái khoen móc khóa. Và sau đó thì mình sẽ cắt len. Cắt len thì mình sẽ chừa một đoạn để mình khâu lại cho nó dễ. Giờ thì mình dùng kim khâu len nha. Mình dùng kim khâu len để mình khâu lại. Thì các bạn cũng sẽ lấy 8 cái cạnh ngoài của 8 mũi nha. Mình khâu tụm nó vào điểm chính giữa. Sau đó mình lại mối một chút. Bây giờ thì mình sẽ lấy một chút cái len màu đen. Len màu đen một chút để mình khâu cái phần hạt. Mình khâu cái họa tiết hạt dưa.
Mình sẽ thắt và mình giấu cái phần len dư này vào trong. Bây giờ mình sẽ móc cái chân và tay. Chân và tay thì mình dùng màu đen nha. Chân thì mình tạo một cái vòng tròn như thế này. Sau đó mình móc vô đây 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Mình kéo cho vòng tròn khít. Đây, cái màu đen thì nó hơi khó nhìn. Sang hàng thứ hai, 6V. Mỗi chân mình sẽ móc vô đó 2 mũi móc đơn, nghĩa là 1V. Và mình sẽ móc là 6V. Kết thúc hàng 2 thì mình có 12 mũi móc. Các bạn móc cho mình một hàng thứ 3 12 mũi móc đơn. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Hàng thứ 4 mình sẽ móc 6A. Tức là 6 mũi giảm. Hàng 5, 3A, 3 mũi đơn giảm. Tới đây thì cái mình sẽ lên 9 bính. Sau đó mình sẽ cắt len. Các bạn móc cho mình hai chiếc chân như này nhé. Phần tay mình cũng dùng màu đen. Hàng thứ nhất, mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vô vòng tròn. 1 2 3 4 5 6 6V. Hàng thứ 3, 6A. Hàng thứ tư, 3A. Cái phần này màu đen thì nó sẽ hơi khó nhìn một xíu. Lên 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó thì mình sẽ cắt len. Cắt len thì mình cũng chừa một xíu để mình khâu. Và các bạn cũng sẽ móc cho mình hai cái tay, hai cái chân. Và bây giờ thì mình sẽ đi khâu.
Vậy là tới đây là mình đã hoàn thiện xong một chiếc móc khóa dưa hấu rất là ngộ nghĩnh. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Happy Land. Các bạn ơi, các bạn hãy like, share video này, đăng ký kênh Happy Land Crochet ủng hộ cho mình nha. Bye bye.